đứng dáng cho mình đánh không sang phản như thế này ha. Rồi đối với động tác tay đầu tiên luôn, cái phần câu câu hót ấy, mọi thì mình sẽ để tay trái xuống này thẳng như thế này, và cái tay lên nhé, sau mình sẽ để thẳng lên. Động tác tiếp theo này, đưa hai tay chạm vào nhau ở phía trên như này, tay phải mình sẽ ở phía trên, tay trái ở phía trước như này. Rồi sau đó mình ngửa xoay ra, mình xoay quả đấy về phía bên này, mình sẽ xoay cả người ra, sau đó mình sẽ mở tay hạ tay xuống. Hạ tay xuống sau thì tay phải đang ở dưới đúng không ạ? Thì mọi người sẽ xoay tiếp cho mình theo chiều như thế này, để mọi người chạm về đây, đặt về đây. Đó, ok. Rồi đó là tay. Bây giờ phần hông nhá. Tay đặt này, tay lên, hông sẽ không di chuyển gì cả. Bây giờ khi mọi người nối ở phía trên, mọi người bắt đầu xoay ấy, thì mọi người sẽ đẩy hông sang trái, xoay về phía sau, đẩy hông qua phải, thì người mình sẽ xoay theo sang phía bên tay như thế này. Và hạ xuống, khi hạ xuống thì mình sẽ khựng hai đầu gối ngồi xuống. Ok, và sau đó khi mình bắt đầu vung tay như thế này nữa thì mọi người sẽ đổ cho mình chân trái vào trước, sau đó về chân phải trái này, sau đó nhấc chân phải về và trùng chân xuống để dán như thế này cho mình thì đặt chạy chân nhá. Đang ở đây không, đặt chân trái vào trước này, sau đó chân phải. Ok, mọi người khi mọi người nhảy ấy, mọi người điện chân là đá để ok đập nhảy vào trong cho mọi người đập nhảy vào trong nào, đập nhảy vào trong. Rồi bây giờ cùng đối vào nhé. Để không này, đặt tay kéo lên, bây giờ tay vào hông xoay từ trái sang, nhả tay xuống trụ chân này, bật nhảy chân trái và chân phải về. Về dáng này thì mọi người sẽ trùng chân xuống, khi trùng chân thì hơi đánh nhẹ sang phía bên hông trái. Để động tác tiếp theo mọi người sẽ mở tay như thế này, thì mình sẽ đánh cái hông phải lên em. Để đánh hông phải lên thì mọi người xoay gót chân trên nhé, chân phải ạ. Ok, và sau đó về tục. Ok, bây giờ mọi người cố đánh cho mình một phát xuất phát này. Rồi, động tác tiếp theo, 1, 2. Động tác tiếp theo, mọi người bật hai tay từ trong, nhả ra ngoài dừng ở đất. Thì chúng mình sẽ bật chân ra ở giữa đúng không? Bật chân ra ngoài. Ok, khi mở bật chân ra thì mình sẽ đánh nhẹ phần hông trái lên nhá. À, ở đây này, cái lên, đánh nhẹ hông trái lên, dừng ở đất. Và sau đó mọi người thả tay xuống thôi, chân đổ trụ sang bên trái, đặt chân phải chéo, và sau mọi người xoay như thế này cho mình. Thì mọi người sẽ về gạt như này, ok. Tiếp theo này, hai tay gạt ra ngoài, gạt ra ngoài như thế này, gạt ra ngoài thì mọi người sẽ đẩy hông đi lên cho mình thành vòng tròn, từ hông đẩy sau đó kéo người theo, ok. Thì hát hông mình sẽ đi vòng tròn xuống, dậm chân này đẩy hông lên xuống xuống, kéo người về, hông đi trước người đi theo sau em chắc. Rồi tiếp theo mọi người sẽ đặt hai tay xuống đùi này, mình ngả cái đầu xuống trước ha, ngả xuống vòng à cong lưng này, sau đó bây giờ móc lên võng lưng nha. Ok, rồi sau đó mọi người đổ trụ sang phía bên trái để hướng chân phải sang, tay về dán như này, nó bắt mình theo tay phải bên nhất chân này lên mình. Rồi sau đó bật về này, hai chân mở bật về và tay sẽ chạm ở phía trên như này. Tiếp theo mọi người sẽ trùng chân xuống, đánh hông qua phải và sau đó đánh hông qua trái. Ok, bây giờ thì mình sẽ nối lại cái đoạn vừa xong, sẽ nối lại với một đoạn thôi, chưa có gì gì đâu ha mọi người. Rồi dáng này, 7, 8, đặt tay, kéo lên, xoay tay với hông từ trái qua phải, dừng, thả xuống, bật nhẹ chân trái, phải về, mở chân ra, em bật chân ra, đánh hông phải lên xíu, ok, đặt chân này, xoay này, dập chân phải đánh hông, kéo người nha. Sau đó thì mình ngồi xuống, cong lưng lên, võng lưng, trụ chân trái này, đặt chân sang nhìn và về. Sau đó mình đánh hông sang phải và đánh hông qua trái. Ok, xong rồi nha. Tiếp theo mọi người mở tay ra từ bên trái và hơi khép lại để mở sang phải. Rồi sau đó mọi người đưa tay về, đặt tay cố định ở đây để mình đánh vai lên, nghiền ép. Sau đó mọi người xoay đầu trái qua phải cho mình một phép, đó là đối với tay. Còn chân ha, mọi người đang dừng ở hông phía bên trái đúng không? Rồi bây giờ mình đặt cái hông quay lại về giữa, đặt chân phải này để mình dẫn chân trái lên, về chân trái, đặt chân phải lên, đặt này, em về, đặt, về, đặt, về, đặt. Nhưng mình chỉ làm hai lần tương ứng với tay mở nhá. Đang bên này đúng không? Về tay trái, về tay phải, thế thôi. Sau đó mình sẽ lại về đây để đánh
ba cái nét mà thay đổi. Rồi động tác tiếp theo, tay mọi người sẽ vuốt qua mặt như thế này và sau đó mọi người xuôi mắt lên sang phía bên phải hai lần cho mình. 1, 2, 3, 4. Thực ra cái này chỉ có một lần thôi nhưng mà mình sẽ quen tay hai lần nha mọi người. Một lần thôi và sau đó cái này là hai tay. Ok, giờ cái hông nha, mọi người sẽ đánh hông từ phải qua trái, phải qua trái. Nhìn kỹ cho mình, khi mọi người đánh hông qua phải thì mọi người sẽ hơi ngừng ngừng nhẹ ở cái phần phần trên trái em. Ok, thì giờ khi vậy mọi người sẽ đưa cái góc phải cho góc chân trái vào em đánh không ra, em để không, em để không. Rồi, làm cho mình hai lần như thế này thôi nhé. Và tiếp theo thì mọi người sẽ trùng chân để không sang phía bên trái, trùng để lên thì theo cái tay luôn là em. Ok, kết hợp tay với không nhé. Đầu tiên là vuốt tay qua mặt thì dùng chân trái đánh không nhỉ? En, đó hai vòng, sau đó đẩy hông qua phải cùng với tay. Rồi tiếp theo mọi người hất tay lên phía bên trái, tay bên trái này, sau đó mọi người thả cho mình tay phải xuống để mọi người lượn như thế này. Ok, thì khi mọi người hất tay lên mình sẽ đặt cái chân phải này lên này, rồi sau đó đặt tay xuống thì chân mình sẽ xuống luôn, chân phải xuống luôn. Sau đó mọi người sẽ trùng nhẹ chân, người hơi đổ lên phía trước em đó, đặt giá như thế này. Sau đó thì mình sẽ dùng tay phải cái trên luôn á, bắt tay phía sau thì mình xoay cùng người luôn về giá như thế này. Mọi người hai tay về giá này và chân trùng xuống ha. Tiếp theo này, tay phải của người vuốt qua đầu xuôi xuống, tay trái hất lên cùng với hông. Ok, xoay gót chân lên ha, xoay gót chân lên rồi đổ trùng qua chân trái, bước chân phải sang ngang và tay về giá như thế này đó. Bây giờ thì mình sẽ nối vào cái đoạn hai này ha. Về chân đưa chân trái lên, về chân đưa chân phải lên, về đánh vai hai lần, xoay xoay chân trái đánh hông một vòng hai vòng. Ok, để hông phải một hai lần, bật nhảy chân phải lên, đặt xuống thì đổ tay và bước lên nhảy. Sau đó mọi người bắt tay cùng người chân lên về giá, rồi sau đó thì xuôi tay phải bắt tay trái và câu hót thì cũng sẽ về dáng này. Ok, bây giờ thì mình sẽ nối tất cả động tác của hai đoạn vừa rồi xong bằng nhịp luôn với các bạn ha. Nhịp rất chậm này, 5, 6, 7 câu hót, 8 câu hấp. Bây giờ mình sẽ đến một lần cuối cùng nhanh nha. 5, 6, 7
Cầu hấp 1, 2 và 3 và 4 and 5, 6 và 7, 8 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7 và 8 và 1 và 2 và 3 và 4, 5 và 6 và 7 và 8, 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8, go hấp. Như vậy là buổi học hôm nay đến đây là hết rồi. Mình cảm ơn mọi người đã xem đây và chúc mọi người học thật tốt nhé. Về link và nhạc video thì mình sẽ gắn luôn ở phía dưới như này cho các bạn sẽ vào tập nhé. Cảm ơn mọi người và